Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 99 ngày 24 Gánh Tội, Kinh Thánh Ê-sai 53 câu 5 đến câu 9. Câu ghi nhớ: Ê-sai 53 câu 6 phần B, bản truyền thống hiệu đính. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Người. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Người. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Ê-sai 53 câu 5 đến câu 9. Kinh Thánh Cựu Ước trang 674. Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi Người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và xử đoán nên Người đã bị cất lấy. Trong những kẻ đồng thời với Người, có ai suy xét rằng Người đã bị dứt khỏi đất Người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mồ Người với những kẻ ác, nhưng khi chết, Người được chôn với kẻ giàu. Dầu Người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Câu ghi nhớ chúng ta trong câu 6 phần B, chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Hết thảy đây là cái từ cũ các em, có nghĩa là tất cả đó. Hết thảy chúng ta có nghĩa là tất cả chúng ta. Ở trong bản dịch truyền thống hiệu đính chúng ta là cái chữ tất cả nè, tất cả chúng ta. Còn ở trong Kinh Thánh bản truyền thống là hết thảy, cùng một ý nghĩa. Trong phần tìm hiểu em viết D là đúng hoặc là S là sai vào trong ô của các câu sau nhé. Chúa Giê-xu vì tội chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, đúng không em? À, đúng. Chúng ta có tội, chúng ta làm những điều gian ác, lẽ ra chúng ta phải bị hình phạt, nhưng mà Chúa Giê-xu chịu hình phạt thế cho chúng ta. Chúa Giê-xu bị hiếp đáp, Ngài tự bên vực, đúng hay sai? À, mình ghi chữ đờ chứ không phải là đánh dấu không? Chữ đờ là đúng. Chúa Giê-xu bị hiếp đáp là đúng rồi, nhưng mà Ngài tự bên vực là sai. Chúa Giê-xu không có mở miệng, Chúa Giê-xu không có bên vực, tự bên vực. Chúa Giê-xu không có biện hộ, không có tự bên vực gì hết. Chúa Giê-xu im lặng. Dù Chúa Giê-xu không có làm tội, nhưng mà Chúa Giê-xu im lặng, Chúa Giê-xu chịu thế cho mình. Chúa Giê-xu được chết, được chôn với kẻ giàu. À, đây là câu đúng. Chúa Giê-xu chết, được chôn ở trong mộ của ông Joseph người Arimathê, là một người giàu, làm sẵn những cái mộ cho gia đình của mình. Chúa Giê-xu không có sự hung dữ và dối trá trong miệng. Đây là câu đúng. Chúa Giê-xu đã vui lòng gánh tất cả tội lỗi của cả nhân loại chất trên Ngài. Đây cũng là câu đúng. Nhận biết Chúa gánh tội thay em nên em được tự do, không ở dưới quyền lực của tội lỗi nữa. Chúng ta đã có hình ảnh Chúa Giê-xu vác cây thập tự giá nặng nề, rồi đội mão gai ở trên đầu, máu chảy ra. Chúa Giê-xu gánh thế tội cho con người, Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá để thế tội cho em và tất cả mọi người. Thực hành biết ơn Chúa gánh tội cho em, hai điều em làm trong tuần này để đền đáp tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho em. Em cam kết sẽ, em sẽ làm gì đây? Em làm gì để biết bày tỏ lòng biết ơn Chúa?
vì Chúa yêu mình, Chúa chết thế cho mình thì mình sẽ làm gì? Ví dụ như em sẽ trung tín đọc kinh thánh cầu nguyện, em sẽ giúp đỡ cha mẹ công việc nhà, em sẽ cầu nguyện cho ai đó, hoặc là em sẽ giúp đỡ cho ai đó điều gì đó, thì mình ghi ra ở đây. Hoặc là mình nói về Chúa cho bạn của mình, mình ghi ra hai điều mà mình hứa sẽ làm trong tuần này, mình ghi ra chỗ này. Tự em ghi nhé: em tạ ơn Chúa gánh tội thay em. Xin Chúa giúp con luôn biết ơn Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Nói về Chúa cho người khác. Con tạ ơn Chúa đã gánh tội thay cho con. Chúng ta hiệp ý trong lời cầu nguyện nhé. Xin Chúa giúp con luôn biết ơn Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Nói về Chúa cho người khác. Con tạ ơn Chúa đã gánh tội thay cho con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi, để chúng ta luôn biết ơn Chúa vì Ngài gánh tội cho chúng ta và chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.